Vâng, chào mừng quý vị đến kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nha. Bây giờ là 10 giờ ngày 3 tháng 11 năm 2019 và người tôi đang có mặt tại nhà anh Dũng ở xã Phúc Ninh nhỉ? Vậy Yên Sơn là tỉnh Tuyên Quang. Vâng, để thi công lắp đặt cho anh bộ cuốn thư câu đối và gồm chiếc sập thờ và chất liệu gỗ vụ. Và đây trên hình ảnh quý vị, đây là nhà của anh Hậu Hà đây. Hậu Hàng đây, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang này. Chúng tôi vừa lắp đặt xong bộ cuốn thư câu đối cho nhà anh này, chất liệu gỗ vụ và chiếc sập thờ và gỗ vụ bác ạ. Vâng, bác cứ đi. Bằng chế sập này là có kích thước là 2m07 và rộng 1m07 và cao 1m17 trên 20. Và mẫu là tứ linh lạch. Vâng. Vậy như là bộ cuốn câu đối được mai hóa rồng. Vâng. Chúng tôi khắc ba chữ Đức Liêu Quang trên nền gấm và chữ được tôi rác vàng à rác bạc và hai câu đối là hai bên là hai dòng chữ Tông Công Đức Thiên Nhiên Thịnh, bên này là con dấu Thảo Hiền Vạn Đại Vinh. Quý vị nào có những cao như của anh Hậu Hàng này ở xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang là sẽ liên hệ với cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám và cơ sở tôi nằm tại xã Phúc Phúc, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Và giới thiệu quý vị là bộ này là xuất hiện 100% bằng gỗ vụ Lào và chúng tôi sơn bằng chất liệu bóng mờ của Đài Loan và rất đẹp.